Trên địa bàn thị xã Phú Mỹ hiện có hai dự án tái định cư đang thực hiện gồm tái định cư Phú Mỹ và tái định cư Mỹ Xuân. Đây là hai dự án tái định cư trọng điểm với quy mô 1.230 lô tái định cư được thị xã Phú Mỹ triển khai nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân bị thu hồi đất để triển khai các dự án đầu tư công trên địa bàn. Dự án hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Phú Mỹ có quy mô 37 ha, tổng đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng, được khởi công xây dựng từ tháng 12 năm 2021. Đến nay có 60% đất sạch được giải phóng. Dự án đã hoàn thiện 356 lô tái định cư sẵn sàng bàn giao cho người dân. Dự án hạ tầng kỹ thuật tái định cư Mỹ Xuân có diện tích 5,6 ha, được khởi công từ tháng 12 năm 2020 với tổng mức đầu tư khoảng 166 tỷ đồng. Hai dự án trên còn vướng 40% đất chưa bồi thường giải phóng mặt bằng. Thị xã Phú Mỹ đang nỗ lực xử lý dứt điểm trong tháng 7 này để đảm bảo tiến độ hoàn thành dự án vào tháng 12 năm 2024.